Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục thông tin kết nối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, nhận định về các hình thái thời tiết nguy hiểm trong những tháng cuối năm nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến hết tháng 9, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện 1 đến 2 xoáy thuận nhiệt đới, tức là bão hoặc áp thấp nhiệt đới, ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Từ tháng 10 đến tháng 12, bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện cao hơn trung bình nhiều năm, từ 4 đến 5 cơn mỗi năm. Số cơn bão đổ bộ vào đất liền có thể cao hơn so với trung bình nhiều năm, 1,9 cơn mỗi năm, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và các tỉnh phía Nam, đề phòng khả năng bão áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên khu vực Biển Đông. Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa lũ dồn dập ở Trung Bộ trong tháng 10 đến tháng 11. Về không khí lạnh ở Bắc Bộ khả năng hoạt động mạnh trong tháng 11 đến tháng 12, trong đó hiện tượng rét đậm ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã có rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước đã ủng hộ thông qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương. Tính đến 17 giờ ngày 16 tháng 9, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận tổng số tiền là 1.236 tỷ đồng. Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã hỗ trợ đến các địa phương cả hai đợt với tổng số tiền là 1.035 tỷ đồng. Cụ thể, Lào Cai 180 tỷ đồng, Yên Bái 130 tỷ đồng, Cao Bằng Lạng Sơn 80 tỷ đồng, Tuyên Quang Phú Thọ 55 tỷ đồng, Bắc Giang Quảng Ninh Hải Phòng 50 tỷ đồng, Sơn La Bắc Cạn 40 tỷ đồng, Thái Nguyên Hòa Bình 30 tỷ đồng, Hưng Yên Hà Giang 25 tỷ đồng, Điện Biên Thái Bình Hải Dương 20 tỷ đồng, Lai Châu 15 tỷ đồng, thành phố Hà Nội 10 tỷ đồng, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Bắc Ninh 5 tỷ đồng. Ban Vận động Cứu trợ Trung ương tiếp tục cập nhật và công khai danh sách các tổ chức cá nhân ủng hộ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong công điện gửi các cơ quan, ban ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tài chính yêu cầu các tỉnh xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng tình trạng khẩn cấp thiên tai để tăng giá bán hàng hóa dịch vụ bất hợp lý nhằm trục lợi. Do ảnh hưởng bởi bão số 3 nên ngành nông nghiệp ở một số địa phương bị thiệt hại nặng nề và làm đứt gãy giao thông vận chuyển hàng hóa một số nơi, dẫn đến khan hiếm các mặt hàng thiết yếu, làm tăng giá cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Vì vậy, trong công điện, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương cần giám sát chặt chẽ, tránh tình trạng ghim hàng, gom hàng để trục lợi, cần xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng bão lũ tăng giá bất hợp lý. Cần phải xử lý rất là nghiêm những cái hành vi mà lợi dụng thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, địch họa để mà tăng giá bất hợp lý và trục lợi. Vì hiện nay thì cái hành vi này thì cũng đã là một cái hành vi được quy định trong cái luật giá 2023 là hành vi bị nghiêm cấm. Bộ trưởng Tài chính cũng đề nghị các bộ chủ động tham mưu cho chính phủ các giải pháp đảm bảo cung ứng và lưu thông hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu bị gián đoạn sau bão lũ, đồng thời theo dõi sát cung cầu và giá cả thị trường để điều chỉnh phù hợp, chuẩn bị phương án điều hành giá cho các mặt hàng do nhà nước định giá để tránh tác động cộng hưởng lên CPI trong thời điểm thị trường giá cả bị tác động do bão lũ. Đại diện Cục Quản lý Giá cũng cho biết, với các kịch bản xấu đã tính đến, cùng với sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, mục tiêu về kiểm soát lạm phát năm 2024 vẫn đạt được mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đề ra. Tổng cục Thuế vừa có công văn hướng dẫn miễn giảm gia hạn tiền thuế như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho người dân doanh nghiệp sau bão lũ. Công văn nêu rõ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng thiên tai được gia hạn từ 1 đến 2 năm nộp tiền thuế tùy từng trường hợp ảnh hưởng của bão. Doanh nghiệp được hỗ trợ thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa dùng cho sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai cũng được giảm tối đa 30% số thuế tiêu thụ đặc biệt trong năm xảy ra thiệt hại. Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các địa phương hướng dẫn cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện chính sách gia hạn miễn giảm thuế. Sáng ngày 16 tháng 9, các em học sinh vùng lũ tại Yên Bái đã hân hoan trở lại trường học. Dù có những em không còn sách vở, cũng chẳng có đồng phục vì nhà bị ngập lụt, sạt lở, song vẫn rạng rỡ niềm vui tới lớp trong sự động viên, chăm lo của các thầy cô. Trong sáng ngày 16 tháng 9, đã có 436 trên 442 cơ sở giáo dục đã cho học sinh quay trở lại trường học, còn 5 trường và 1 điểm trường học sinh chưa đi học được. Trong đó có cấp mầm non của trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Thành, huyện Trấn Yên, trường tiểu học Hồng Thái, tiểu học Yên Ninh, thành phố Yên Bái,
tiểu học và trung học cơ sở Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tiểu học và trung học cơ sở Nga Quán, huyện Trấn Yên và trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái, dự kiến cho học sinh đi học từ ngày 18 tháng 9. Trước đó, ngay sau khi nước lũ rút, tỉnh Yên Bái đã huy động tối đa lực lượng hỗ trợ để khắc phục bão lũ. Đến thời điểm này, các trường bị ngập lụt đã được dọn dẹp cơ bản sạch sẽ. Hiện tại, một vài trường ở thành phố Yên Bái gặp nhiều khó khăn trong việc dọn dẹp vệ sinh do mất điện, thiếu nguồn nước, thiếu các thiết bị chuyên dụng. Những trường bị sạt ta luy, sụt lún công trình, sạt lở tường rào chưa được khắc phục. Hiện các trường đã báo cáo chính quyền, các cấp quản lý để đánh giá và có phương án xử lý. Theo báo cáo của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái, cơn bão số 3 gây ra mưa lớn, ngập úng, sạt lở đất, ảnh hưởng lớn đến các cơ sở giáo dục, gia đình cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Có 2 giáo viên, 8 học sinh của tỉnh Yên Bái thiệt mạng, 2 học sinh bị thương do mưa bão, 28 cơ sở giáo dục bị ngập lụt, 37 cơ sở giáo dục bị sạt lở. Thiệt hại về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách vở, ước tính ban đầu khoảng 45 tỷ đồng. Số học sinh bị mất, hỏng, sách giáo khoa, đồ dùng học tập ước khoảng 22.787 học sinh, dự kiến kinh phí khoảng 11,5 tỷ đồng. Tính đến sáng ngày 16 tháng 9, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã khôi phục cung cấp điện được cho hơn 5,98 triệu khách hàng, trên tổng số khoảng 6,1 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão và lũ lụt, tương ứng với tỷ lệ 98%. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã cử hơn 270 người và Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã cử tổng cộng 100 người đến tỉnh Quảng Ninh để hỗ trợ khôi phục lưới điện. Các đơn vị điện lực tại miền Bắc đang tiếp tục khẩn trương huy động tập trung nhân lực, phương tiện, vật tư, thiết bị để nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục cung cấp điện trở lại cho các khách hàng bị ảnh hưởng do bão lũ trong thời gian nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo yêu cầu về an toàn. Thưa quý vị, cơn bão số 3 đi qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Công tác khám chữa bệnh tại y tế cơ sở cũng bị gián đoạn, gặp nhiều khó khăn. Ngày 16 tháng 9, đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn để thăm, hỗ trợ và kiểm tra công tác y tế, khắc phục hậu quả sau bão lụt. Trạm y tế xã Tri Yên, huyện Yên Dũng là một trong 8 trạm y tế trên tỉnh Bắc Giang bị ngập lụt và cô lập. Mất điện, mất nước, mất liên lạc, các cán bộ y tế phải đi thuyền đến các thôn để cấp thuốc ngay trong đêm cho bà con ốm, sốt do mưa lũ. Trong đấy là có 7 bệnh nhân huyết áp và 3 bệnh nhân đái tháo đường, 1 bệnh nhân động kinh và có 5 bệnh nhân là ho, ốm, sốt và đau bụng. Thì là gọi trạm y tế cũng đã kịp thời, trong mấy ngày lụt là chúng tôi đã cấp phát đến nơi. Chuẩn bị cho lụt thì là trạm y tế cũng rà soát danh sách phụ nữ có thai mà ai đến ngày sinh là chúng tôi thông báo là di chuyển, di rời khỏi trạm xã để lên cái địa phận cao hơn để khi đi sinh cho thuận lợi. Thế nhưng mà cũng rất may là trong mấy ngày vừa rồi là cũng Chí Yên cũng không có ai đến cái dự kiến ngày sinh. Còn tại Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng, có những bệnh nhân vẫn chưa thể trở về nhà do vẫn còn những nơi nước chưa rút, nhiều hộ dân vẫn bị cô lập. Coi như hoàn toàn ngập hết, có 33 hộ và 180 khẩu hoàn toàn coi tách biệt hết, không hoàn toàn nhờ hàng cứu trợ hết. Vào coi như dân này đưa lên xong họ về chạy lụt. Trong và sau bão số 3, tỉnh Bắc Giang có 26 trường hợp người dân phải nhập viện do mưa bão. Hiện vẫn còn 6 trường hợp đang điều trị, 123 cán bộ y tế có gia đình thiệt hại. Các cơ sở y tế đều bị thiệt hại nhẹ, tổng ước tính khoảng 2,84 tỷ đồng. Báo cáo của ngành y tế tỉnh Lạng Sơn cũng cho biết, ước tính thiệt hại do bão số 3 và sau bão khoảng 9 tỷ đồng với 3 người tử vong, hơn 2.700 nhà tốc mái, 6.900 nhà ngập nước. Tỉnh có 4 trung tâm y tế huyện ngập nước, 9 trạm y tế bị ngập, một số thiệt hại như đổ tường rào, tốc mái, vỡ kính, hệ thống xử lý chất thải lỏng hỏng do mưa ngập, thiệt hại trên 2 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, Bộ Y tế đã đánh giá cao ngành y tế hai địa phương trong việc triển khai các giải pháp chủ động phòng chống bão lũ và khắc phục hậu quả khi cơn bão đi qua. Hai tỉnh đã hạn chế tối đa về thiệt hại về người và không ảnh hưởng nhiều tới ảnh hưởng về cơ sở tầng cũng như trang thiết bị. Bên cạnh đó, hai tỉnh đã làm tốt công tác về vệ sinh phòng dịch, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh có thể xảy ra sau bão lũ. Trong chuyến công tác, Bộ Y tế đã dành tặng hai địa phương các nhu yếu phẩm cần thiết, hàng nghìn cơ số thuốc các loại dành tặng bà con nhân dân, bệnh nhân đang điều trị tại một số cơ sở y tế, các cán bộ y tế bị ảnh hưởng do mưa bão, sau bão.
Chuyên mục thông tin kết nối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn bạn Thạch Riverside Hotel and Resort đã đồng hành cùng chuyên mục. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.